Nhưng Underwater vẫn thành công tạo dựng nên bầu không khí bí bách và ngột ngạt. Sự gay cấn, căng thẳng bao trùm Underwater ngay từ những phút đầu tiên và ôm trọn tác phẩm này đến tận những giây cuối cùng. Kèm theo đó, nhịp phim dồn dập, ít quãng nghỉ cho cả nhân vật và khán giả, hứa hẹn tạo nên một trải nghiệm thử thách cho bất kỳ khán giả dũng cảm nào. Chúng ta bị kẹt trong góc nhìn vô vọng của họ, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra hay nguồn gốc, bản tính của loài vật đang thoát ẩn thoát hiện trong làn nước. Underwater không tái định hình lại dòng phim kinh dị, nó cũng không phải là phim xuất sắc bậc nhất 2020, nhưng Underwater lại sở hữu một thành công mà hiếm tác phẩm nào làm được. bơi rồi nắm tay rồi giỡn hờn. Kèo này là xác định luôn rồi bạn ơi. Không chọc, như là cảm giác thích của lạ nhất thời thôi. Thời gian tìm hiểu là chia tay hả? Tại vì Thủy tôi nghĩ cái chắc mấy nay hè nóng á, còn cậu không có máy lạnh. Ừ, không chọc, về đi. Về tắm đi, nóng trong người quá. 3 tháng rồi đó. Thấy mà. Cảm ơn ông nha thầy. Ủa vậy vậy? Cảm ơn gì? Thì ông phải đồng ý giúp tôi đấy. Thôi, hiểu lầm rồi. Dạ tôi nghèo, mà tôi lại chưa có công ăn việc làm gì hết. Bây giờ lại bị như thế này. Nếu mà mấy ông không giúp tôi thì tôi không biết phải làm sao nữa mấy ông ơi. Thủy ra. Thủy. Thủy. Trời ơi Thủy, giải rồi tụi bay ơi. Chồng cứu đi. Cái này, tôi làm ra đứa bé được mà Thủy. Dậy đi Thủy. Thủy. Dậy rồi mấy ông ơi. Mày không làm gì ở đây á? Đang nằm ngủ. Là sao? Thì ở nhà cúp điện nóng quá, chúng ngủ không được cho nên ra đây mắc võng để ngủ. Ai cảm ơn anh. Có ngủ không được luôn. Vậy còn mấy viên thuốc này lại gì? Thì là mấy viên thuốc kẹo bạc hà của tôi đó. Ngủ không được cho nên mày lấy viên thuốc ra đếm cho dễ ngủ chứ gì đâu. Cái gì? Là đếm thuốc, đếm kẹo cũng như là đếm cừu cho dễ ngủ vậy hả? Ừ. Biết tạ lo hả? Biết làm gì tạ lo không? Thì ông phải khỏi cưới tôi chứ sao nữa. Nhưng mà tiền cưới thì ông lo hết nha, bởi vì nhà tôi nghèo lắm làm gì có tiền. Có mùi vani á. Chút mùi là vani. Vani. chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của tụi mình. Nhớ bấm like và đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của tụi mình nha.